Dạ rồi, xin phép chào cô. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Tôi là Hà Ngọc Tình, Cô Tình là quê quán ở đâu đây? ở ấp Hàng Còng, xã Tản, phường huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Cà Mau ha. Cà Mau. Hôm nay cô về đây nhờ anh em hiệp sĩ giúp cô gì đây? Giúp tìm lại đứa con. Tìm con hả? Dạ. Con gái cô tên là gì? Tiêu Như Thảo. Tiêu Như Thảo. Tiêu Ô, người Hoa hả cô? Không, người Việt Nam. À, người Việt Nam mình hả? Ừ. Nhưng họ Tiêu ha. Họ Tiêu. Con gái cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi, sinh 2009. 15 tuổi hả? 15 tuổi. Ô, cô là năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Sinh năm 63 đó. Cô 63 là năm nay là 61 hả? 61. 61 mà mình có con trẻ vậy hả? Con gái cô là bỏ đi ngày nào đây? Ngày mùng 4 tháng 4. Trời đất ơi, mùng 4 tháng 4. Và hôm nay là ngày 24 tháng 6 rồi hả? Tháng 4 mà tháng 4 dưới. À, tháng 4 dưới. Con chỉ tính ngày trên thôi, con làm việc thường thường Ngày là ngày trên không, không nhớ. khoảng là bao nhiêu ngày tháng rồi cô? Một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy rồi ha? Ừ. Tháng còn Ôi, 20 đất ngày. ơi, đi là đi tại Cà Mau. Đi tại nhà. Nhà là ở Ở Cà Mau hả? Đầm Dơi đó. Dạ. Ừ, tại nhà. Con cô còn đi học không? Nghỉ học rồi. Học hết lớp mấy nghỉ đây cô? Lớp 7. Sao nghỉ sớm vậy Nó cô? không chịu học nữa. Trời Năn nỉ ơi. nó học, nó không chịu học. Cô Bỏ là được nửa chừng. Cô được mấy người con? Ba đứa. Bé này là Hai con thứ mấy đây? út. Bé Hai út. trai. Một hai một trai hai gái. Một trai hai gái. Gái này gái út ha. Đi út. Ở cái út nhà mình có ngoan không? Ngoan thì hồi đó giờ ngoan, nhưng mà cỡ chừng 2-3 tháng nay nó hơi cọc cằn vậy á. Sao mà lại 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 cọc cằn như vậy được cô? Nó điện thoại rồi trên mạng thì cha nó cũng vậy. Ý là cái Điện nguyên nhân gì dẫn tới con nhà mình trở nên cọc cằn? cũng như nó điện người này người kia lên nhóm nào đó, cha nó kêu giảm bớt điện thoại đi đó. Chơi mạng xã hội đúng không Đúng ạ? rồi. Chơi điện thoại nhiều. Nó lên nhóm nó điện tối ngày. Con nhà mình có thức khuya không? Có đó. Ngày ngủ được nhiều không mà đêm thức khuya dữ Bằng hả? ngày thấy cũng ngủ, mà bằng đêm thì nó thức, nó chùm đắp cái màn lại, nó bấm điện thoại đó, mình cũng không biết nữa. Vậy là từ khi mà chơi điện thoại nhiều là tính tình trở nên thay đổi. Đúng. Con nhà mình đi là có mang theo thứ gì đi không cô? Không, quần áo chút đỉnh nè. Tiền bạc gì không cô? Tiền bạc cũng một hay vài triệu bạc. Không Xe có nhiều. cộ gì không? Không luôn. Đi lần này là đi với ai đây? Không biết ai chở đi mà nó ngủ rồi nó đi không hay luôn. Tới 5-6 giờ thức dậy mới dở mùng ra thì nó lấy cái gối ôm nó đắp cái mền lại. Trời đất ơi. Cái dòm dòm đây sao tay không thấy, dò không thấy, Đánh lừa đúng không ạ? tóc ra thì nó đi mất tiêu rồi. Con nhà mình đánh lừa cha mẹ rồi. Rồi Tức là không để cái gối ôm rồi chùm cái mền lên đúng không? đúng, Để cho ba mẹ cứ tưởng là mình đang còn nằm ngủ ở đấy đúng không ạ? cửa nó cũng mấy là đàng hoàng lại không biết luôn. Tới sáng Vậy là khi mà vào vào cô vào cô tốc cái mền ra hả? tóc ra thì hả, dở cái mùng lên rồi tóc ra thì cái gối ôm Rồi lúc đó cô như thế nào đây? muốn xỉu, Tá hỏa luôn luôn. tao quả muốn xỉu. Cô đi báo công an chưa? Có rồi, rồi công an nói để vài bữa coi nó có gì không, Dạ. rồi cũng nghe người ta nói chỗ này chỗ kia nhưng mà không biết đường kiếm. Mình có đi xem thầy bà không? Cũng có đi chút à, thấy không Đó. có tin tưởng. Vẫn đi đúng Đi không? có một người một à, mà Nhưng mà con không hiểu sao ha. Thường thường con thấy là con cái bỏ nhà đi cha mẹ hay đi xem bói vậy. Con thấy rất nhiều trường hợp rồi. Không tin Không anh tin ra hả? mới lên đây Dạ. thấy không chắc ăn rồi, trà lên đây chắc ăn hơn. Hơn một tháng nay là cô đi tìm con ở nơi nào rồi cô? Đi chỗ nhà thân, chỗ bạn bè nó đồ người điện tùm lum hết trơn, bà con dòng họ đồ không có tin tức gì hết nha. Vậy là bé ở nhà là bé 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 có làm việc gì không hay là ăn với chơi ở nhà thôi? Hồi trước Tết nó có đi bán tạp hóa, rồi cái qua Tết cái nó nghỉ. Nó nghỉ nó ở nhà cũng bán tạp hóa vậy đó. Rồi ở nhà thì cũng ăn rồi bấm điện thoại vậy thôi à. Trời ơi, sao mình cho con mình bấm điện thoại nhiều dữ cô? Nói không. Không được, mình phải có biện pháp, có cách thức nào chứ. Bởi vì nói nó. Mình lấy điện thoại lại mình không cho xài nữa. Thì nó đồng đẳng Ừ. Cô có chiều con không? chiều cũng có chiều nữa, mà bây giờ lớn là lạnh nói nó không nghe. Cô nói chuyện lớn lên giúp con nhá. Giờ là nó không nghe hả? Trời đất ơi. Vậy là cha mẹ là bất lực rồi. Thường thường là ở nhà là bé hay tâm sự với cô hay là tâm sự với ông xã của cô? Nó cũng ít nói lắm, Ít nói lắm mà. ít tâm sự. Tóc này là nhuộm khi nào đây? Tóc này nhỏ hồi trước Tết vậy. Nhuộm cho đẹp đúng không? Ừ, nó tự nó làm ơn, Tự 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 nhuộm luôn hả? tự mưa đi qua thợ nhuộm. À, dạ. Con gái nhà mình thường thường là cái thời gian gần đây gần ngày bỏ đi á là cô có nghe thấy nói chuyện với bạn trai không hay bạn gái gì trên mạng Vô không? trong điện thoại nói suốt luôn,
Rồi bữa đó đầu đêm trước vậy tôi nghe nó chỉ đường người ta đi, chỉ đường vô nhà, Vô nhà mình. chỉ vô nhà mình, nhưng mà tôi nghĩ bạn bè vô chơi thôi chứ tôi không nghĩ mà người ta dắt nó đi. Con nhà mình có dẫn ai về nhà chơi chưa cô? Có nữa, Trai gái? trai gái có đủ rồi nha, Những bạn bè đó là ở trong tỉnh Cà Mau mình hay ở ngoài? trong tỉnh Bạn đó là quen trên mạng xã hội đúng không cô? nó quen làm sao mình cũng không biết Quen trên điện thoại á? đó. Dẫn về chơi nhiều lần không ạ? Nó cũng vài lần gì đó rồi cái cha nó gầy rồi cả tháng vậy đó người ta không có ai lại nữa. Chơi là chơi ở lại nhà mình lâu không? Chơi cũng chiều về Sáng cũng chơi tối chiều về hả? là vài tiếng đồng hồ Mình có nấu cơm cho họ ăn không? nó làm mồi rồi cũng có uống nhậu được Ôi chứ trời đất cũng ơi, như đó. bé nhà mình làm mồi cho nhậu luôn hả? Trời ơi, 15 tuổi. Nhưng mà sao Có mà bạn gái nữa con biết rồi, sao mà cô với chú dễ dãi vậy? Ý tính cho là nó chơi vậy thôi trẻ buổi con mà cho nhậu nhẹt chi? Mình không la dạy con cái chuyện đó hả? cũng có la cũng có gầy, gầy thì nó nói ra mình ghét nó Là vậy thôi là mình ngừng la rồi. cũng nói hơi 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 hơi. Vậy là mình như vậy là mình không phải là mình thương con đâu cô ạ. Mình như vậy là mình đang làm hại con đấy. Con nói thật. Con nói rất nghiêm túc. Mình chiều cứ vậy là mình hại con. Bởi vì có thể là con nhà mình mà được cha mẹ cưng chiều như vậy thì khi chơi mạng xã hội điện thoại gặp những cái thành phần cũng như đối tượng, nếu mà những người tốt thì không sao, còn đối tượng xấu thì có thể rủ rê con nhà mình đi làm những công việc, đặc biệt là những công việc nhạy cảm với cô. Vậy là từ bữa đi giờ là cô nhớ con nhiều không? Nhớ chứ, khóc hết nước mắt. Khóc hết nước mắt. Cô sợ nhất con mình gặp điều gì đây? Cô đang lo sợ nhất con mình gặp điều gì? Gặp điều không may Là là cô gặp sợ điều con đi không ra bên may, ngoài sẽ gặp những cái gì nè? đúng rồi, gặp sợ tai nạn xã hội nhiều lắm. Hai hai bé lớn có như vậy không? Không, bé lớn hiền lắm, Cái gả này rồi, bé lớn gả rồi, lấy chồng rồi hả? có chồng rồi, Mấy tuổi mà lấy chồng rồi cô? 18 tuổi có Lấy chồng rồi. sớm thế. Thì tại nó thích. Thích hả? Nó thích thì cha mẹ gả thôi đúng không? Còn bé nhỏ này là bây giờ là chưa biết đi đâu về đâu và như thế nào. Từ cái ngày mà con nhà mình đi cho tới hiện tại là có gọi điện nhắn tin gì được không cô? Ngày đã nửa ngày đó nó đi thì có điện đổ chuông mà không bắt máy, có nhắn tin thì nó nhắn lại là anh ấy đừng có điện nó nữa để nó đi làm rồi vậy, rồi mới nói thì thôi nếu có đi làm ở đâu cho mẹ biết, hoặc có quen bạn bè gì cũng dẫn về cho mẹ biết, mẹ không có là la gầy gì chân á, rồi cũng nín thinh luôn. Thế là từ đó đến Từ giờ đó tới là giờ là bặt tâm luôn, không có tin tức gì. không tin tức rồi không có điện được luôn, cắt luôn. Trước cái ngày con bỏ đi thì cô hoặc chú, gia đình người thân có ai la dạy gì bé không? Là nó cả tháng trước là Cả tháng hả? Là vì vấn đề chơi điện thoại nhiều. điện thoại dắt bạn bè về sợ không tốt, cha có gầy Dạy nhưng mà mình dạy có tới không hay là mình dạy sơ sơ thôi? cũng gầy, ổng cũng đánh mình thôi Chắc cũng là gầy. chú thì chú nhận ra được vấn đề nên chú thẳng tay đúng không? Đúng Còn rồi, cô có khi là cô lại thấy vậy cô xót hả? Cô chiều đúng không? cũng không chịu gì lắm, Theo con nghĩ là cô chiều con lắm. Cô có chịu không? cũng có nhưng mà Bé đôi khi bé làm cái này sai mà cô chỉ nói vài câu, đôi khi bé chả treo lại cô là im luôn. Cô để cho nó muốn làm gì làm luôn đúng không? Chắc luôn này. Đúng không? nhiều khi cũng có Đó con biết mà. Mình chiều vậy là thì mình để cho cha nó la thôi, mình thì dịu lại, người bởi tính người mềm. bởi biết sao không? Con là con sợ nhất các bé, bởi vì các bé tuổi đời 15, 16, 13, 14 là các bé rất hiếu động, và đặc biệt khi chơi mạng xã hội mà chơi những cái trang mạng mà gặp nhiều bạn bè, bộ gọi là những cái bạn bè mà cái hình thức là cám dỗ, nói những lời ngon ngọt đó. Sợ các bé dễ bị nghe lời và hấp thụ những cái điều đó để sẵn sàng bỏ nhà đi theo. Nhưng các bé đâu có biết được rằng là bên ngoài rất nhiều cặp bẫy đâu. Đặc biệt con nhà mình con gái rất xinh, bé nhìn rất xinh. Bé là cao 1 mét mấy đây cô? Có 1,5 m 5 phân trở lên á. Mét 55. Nó cao hơn tôi đó, Nặng tôi nhiều nhẹ hết cân cô? 55, nó cũng có 30 mấy ký, gần 40 vậy Ôi hả. sao ốm dữ hả? Nó ốm, nó giờ nó đang bệnh nghe, nổi bú đó, bú bú cường giáp gì đó, Ơi. đang điều trị, nó mới đi thành phố về chưa được 1 tháng nó đi đó, thành ra mới lo nó bệnh nè.
Nhưng mà sao mà hơn một tháng rồi hôm nay cô mới về đây đây? Bởi vì nghe con nhỏ ở trên Bình Dương cho nó nói là có nó ở chỗ đó, nhưng mà tôi mới nói thôi có thì điện về đi rồi cho mẹ yên tâm. Rồi tới giờ không thấy điện là tính đi là cả nửa tháng nay lận. Mình đúng là con nhà mình như vậy, nhỏ tuổi mình phải đi càng sớm càng tốt chứ. Thì nói nó ở vòng vòng Cà Mau, nhưng mà để coi nó có gì không, báo công an nói để coi nó có gì không, đi vòng vòng đó đó, không bao lâu nó về trông đợi hoài không thấy. Bây giờ chưa biết con nhà mình đi phương hướng nào, Chưa, sợ rằng đi theo bạn theo bè người bạn đó không, sợ rằng rất là không không tốt, tốt, đúng rồi. rồi dẫn đi dụ dỗ đi, rồi thậm chí là có thể là đưa vào làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, Đúng rồi. vào làm các quán trá hình nữa cô. Rất nhiều trường hợp anh em tìm về rồi bỏ nhà đi ấy. Cũng chơi mạng xã hội Sợ rồi cái đó nghe dữ theo bạn lắm, bè. sợ cái đó dữ lắm. Cô hãy nói một cái điều gì đó với con của cô đi, hy vọng con của cô xem được video này sớm quay trở về. Thảo ơi, mẹ bữa nay mẹ đi lên tìm con, cũng quay về sớm đi. Mẹ nhà trông đợi con, với con có cái bệnh đó, về mẹ trị cho con. Từ ngày con đi tới giờ mẹ không có yên tâm. Bây giờ con bệnh, nhưng cái nữa con nếu con không về thì con cũng điện cho mẹ hay. Con ở chỗ nào cho mẹ yên tâm. Con làm cái gì, người đó sống với con có tốt hay không cho mẹ biết thôi. Còn con có quen bạn bè thì con cũng dắt về cho mẹ biết đi, chứ mẹ cũng không bắt con lại làm gì. Cho con muốn đi thì con đi, cho mẹ biết chỗ biết nơi đi cho mẹ yên tâm. Rồi người nào mà bảo bọc con á thì lo cho con được thì mẹ giao cho người ta lo, tại vì con còn có bệnh mẹ mới lo cho con. Cái bệnh đó con biết không, quan trọng lắm. Nếu mà con quan hệ là con chết sớm đó, bởi vì bệnh cường giáp, nó ăn giáp là nó chết đó. Mẹ lo dữ lắm, mẹ sợ con nói ra con á chịu không nổi, bức xúc cho nên mẹ không dám nói. Mẹ cứ lo điều trị cho con mà con bỏ nhà con đi. Khổ quá khổ. Con biết từ hồi con đi tới giờ mẹ biết bao nhiêu nước mắt với con không? Tao à, con nhớ đi, gả chí bà, chiều chí bà ông về mẹ khóc lên khóc xuống. Con nói câu gì mẹ? Mẹ ơi, nữa gả con á, chiều con về mẹ con không để mẹ khóc đâu. Nhưng mà hôm nay con đi một tháng mấy rồi, con biết mẹ đau cỡ nào không Thảo? Con đành đoạn con bỏ mẹ vậy Thảo. Con quay trở về đi, lúc nào mẹ cũng mở vòng tay mẹ đón con hết trơn á Thảo ơi. Mẹ không bao giờ mẹ bỏ, tới hơi thở cuối cùng của mẹ, mẹ cũng vẫn bảo bọc con. Con còn nhỏ lắm, con không nghĩ tới đâu, biết ai tốt ai xấu với con nè. Bởi vì cha mẹ gầy dạy con là để cho con nên, chứ không phải mà ghét con để gầy con đâu con. Con nghe, con suy nghĩ lại đi, trong 3 ngày con điện về cho mẹ biết con ở chỗ nào đi. Còn nếu 3 ngày trở lên con không điện thì mẹ nhờ công an vào cuộc đó. Chứ mẹ nuôi con mười mấy tuổi rồi, mẹ không đành con đi vậy đây Thảo. Con cũng biết cái nếp sống của gia đình của mình mà Thảo, chứ đâu để con lưu lỏng cái gì đâu Thảo. Con về đi, không ai làm gì con, chứ con đừng có sợ. Mẹ bảo đảm với con đó. Con nhìn thấy mẹ vậy con về đi, hoặc con điện cho mẹ biết con ở chỗ nào đi con. Con bệnh nhiều chứ không phải con bệnh ít đâu, mẹ không dám nói sợ con sốc. Trước giờ là bé có bạn trai gì không? Có Thì quen có cũng thương ai không? có mà rồi sao mà tùm lum hết trơn, không biết ai là chính hết Vậy hả? trơn. Lên mạng tùm lum chứ Lần này đi biết. là cô có nghi ngờ là cái người bạn trai nào dẫn con gái nhà mình đi không? Nghi ngờ bạn trai dẫn mà không biết người đó ở đâu, không biết là ai luôn. Vậy hả? Là biết là bạn trai dẫn đi đó mà không biết người, không biết ai. Mấy bạn trai đó mà con gái nhà mình quen có tới nhà mình lần nào chưa? Thằng này thông quá, Không hả? Quen trên mạng thôi đúng quên không? trên mạng rồi. Khổ quá. Giờ cái trường hợp sao mà con cái cứ bỏ nhà đi, Thì cha mẹ vậy, nói vài câu luôn, cái là giận hờn rồi bỏ đi, rồi nghe theo bạn theo bè, thật sự rất khổ. Các bé đâu có biết được bên ngoài như thế nào thì đâu. bởi vì lo mình ở nhà mình lo cho con, sợ đi vào con đường tội lỗi. Chân ướt chân ráo, tuổi đời còn nhỏ, ăn chưa no lo chưa tới, chưa từng va chạm,
mà đi không cái giấy chứng minh, cái giấy cước mới làm được có mấy tháng nay à, mà giấy cước con cũng bỏ nhà nữa. Con có thấy về con đi làm ở đâu á, về mẹ cũng đưa giấy cước cho con đi làm cho mẹ yên tâm biết chỗ biết nơi thôi, chứ mẹ cũng không bắt con về làm gì nữa. Ý con không muốn ở thì mẹ cũng chiều ý con luôn, con đi làm thì con làm mà yêu cầu cho mẹ biết chỗ biết nơi đi. Ở trong vòng 3 ngày đó con có điện về hay là con xuất hiện ra con ở đâu gì đó thì con ấy đi, còn không mẹ nhờ hiệp sĩ kiếm giùm mẹ với cho công an vào cuộc, chứ mẹ không thể để cho con lưu lỏng gì được đó Thảo ơi. Chắc chắn anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải khi đăng video này cũng như anh em đi tìm là chắc chắn sẽ có thông tin rồi. Bởi vì con nhà mình năm nay là mới 15 tuổi, đúng. Sinh 2009 là 15 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Nếu thanh niên nào, đối tượng nào, thậm chí là ông bà chủ quán nào mà đang chứa chấp bé chắc chắn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì con nhà mình là trẻ em dưới tuổi vị thành niên mà. Ai mà tác động cũng như là gây dẫn tới cái tình trạng mà bé bị ảnh hưởng tâm lý cũng như là gây những cái hậu quả nặng nề với bé thì chắc chắn khung hình phạt sẽ rất nhiều năm đấy. Bốc lịch đấy cô ạ. Bốc lịch nhiều năm đấy, không đùa đâu. Trong thời gian vừa qua là anh em đội sĩ Thanh Hải cũng tóm được một số thanh niên, cũng bàn giao cho cơ quan chức năng công an rồi. Nên mà mong rằng là thanh niên nào, đối tượng nào, cô chú nào, thậm chí ông bà chủ quán nào đang giữ bé, chứa chấp bé mà không cho bé về, thậm chí là bắt ép bé làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, thì hãy nhanh chóng đưa bé về trong ngày hôm nay và ngày mai, cho 2 ngày thôi. Ngày nay và ngày mai, nếu đưa về với điều kiện con nhà mình bình thường, không gây ra hậu quả gì với bé, thì gia đình sẽ bỏ qua, hoan hỉ bỏ qua. Còn nếu mà bé mà bị cái gì đó thì chắc chắn rằng là gia đình nhà mình sẽ bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc này nhé. Và khi hy vọng rằng là con của cô về, con mong rằng cô chú có cách có hướng để mình dạy lại con, chỉ dặn cho con để sau này con có một cái tương lai tốt đẹp. Còn bây giờ mình cứ chiều con, mình cứ để cho con muốn làm gì thì làm theo ý là thua. Bởi vì bé 15 tuổi bé biết gì đâu. Nếu bé 18 tuổi bé muốn làm gì bé làm, bé muốn đi đâu đi, làm gì làm, thì lúc đó mình nói mà bé không nghe nữa thì khổ thì bé chịu thôi. Còn bây giờ bé 15 tuổi là phải nghe theo cha mẹ nói sao là phải nghe vậy, chứ không có chuyện mà cãi lại làm theo ý được. Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con, nhưng rất tiếc rằng con lại không có hiểu được cha mẹ. Đôi khi cha mẹ giày la một hai câu, hoặc nóng quá thì có thể là lấy cái roi vọt vào đít cái, thì lại giận hờn bảo là không thương. Đó mới là cái điều khổ, cái điều mà cha mẹ rất lo lắng, cũng như cái nỗi khổ của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ. Đó. Hy vọng rằng là con gái xem được video này, thấy mẹ của con lặn lội từ Cà Mau để về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó con hãy sớm quay trở về. Bởi vì bản thân con là con gái, con đã biết ở bên ngoài như thế nào đâu, con đã từng đi xa vòng tay của cha mẹ bao giờ đâu. Ăn con còn chưa nấu được ăn, cha mẹ phải bảo bọc để nuôi nấng. Cho tới bây giờ mà con đi nghe theo cái sự cám dỗ bên ngoài, con đành lòng con bỏ nhà đi, con bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, con đi những ngày qua bây giờ con như thế nào. Chắc gì con đã được bình yên. Sợ rằng là con lại gặp những cái người xấu mà hiện tại bây giờ người ta lại không cho con liên hệ về với gia đình. Người ta đang bắt ép con làm những cái công việc, đặc biệt những cái công việc mà thật sự là chú không muốn nói ra nhiều. Nên mà mong rằng con gái, nếu tới giờ phút này mà gặp cái sự cố hoặc là những cái đối tượng đó không cho con về, con hãy thật bình tĩnh, con gọi điện về cho các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858. Con gửi định vị, con phải thật bình tĩnh, con gửi cái vị trí định vị, hoặc là con liên hệ về, con nói con đang ở chỗ nào đó, các chú ngay lập tức có mặt để đưa con về một cách an toàn nhất cho con gái. Cái sự việc của cô thật sự đây là một cái câu chuyện đau lòng, tìm người thân nhưng đau lòng. Đa số là các con nhỏ bỏ nhà đi. Con nói thật, nói cái điều này cô đừng có buồn. Buồn con vẫn nói do cha mẹ. Thật của cha mẹ chiều con quá, để cho con chơi điện thoại một cách thoải mái vô tư. Đúng ra điện thoại chơi nhưng mình phải cho con chơi thời gian nhất định, ví dụ ngày 15 hoặc 30 phút. Nhưng mà chơi với điều kiện là chơi cái gì, mình lên mạng mình xem giải trí hay là mình xem như thế nào. Còn trường này là cái trường hợp nhà mình mà để cho con dẫn bạn về nhà đi nhậu, nó không cần nhỏ xíu. Mình hơi buông lỏng ha. Mình không nghĩ tới là có ngày con mình bỏ đi, đúng không? Đúng không ạ? Mà đặc biệt bây giờ đang lo cho bé. Bé như cô chia sẻ là bé đang có một căn bệnh tình. Nên mà rất mong cho con gái ở đâu đó sớm quay trở về đi. Cha mẹ thương, cha mẹ mới la dày. Đôi khi ba nóng quá thì ba có thể tét vào đít một cái roi. Vì thương thôi. Không có cha mẹ nào là không thương con.
đừng vì cái chuyện đó mà con để trong lòng, để trong bụng cho con nghĩ rằng là ba mẹ không có thương. Không phải đâu, ba mẹ là người thương con và người luôn luôn muốn che chở, muốn cho con có cuộc sống hiện tại cũng như tương lai tốt đẹp. Nhưng các con không hiểu, đó là cái điều rất đáng tiếc. Nên mong rằng con gái xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Hơn một tháng trời cả gia đình mất ăn mất ngủ, bỏ hết công ăn việc làm đi tìm. Mẹ chạy đôn chạy đáo này. Hôm nay mẹ đi từ Cà Mau về đây là hơn 300 cây không cô? Hơn ạ. Hơn 300 cây xa không? Cô thấy sao? Xa. Sáng giờ cô ăn sáng chưa? Nhỏ nó nấu cháo cho ăn rồi. Dạ đâu ăn được cơm nữa đâu đúng không? Cô đi từ đêm hôm qua hả? Hồi chiều hôm qua. Chiều. Chiều lên tới này là 1, 2 giờ đi. Đi xe khách hay là xe máy đây? Xe khách. Xe khách. Quá khổ. Con cái. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm được cái thông tin của bé và biết được bé ở đâu đó để đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Và rất mong rằng cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái thông tin chính thức là bé đang ở đâu đó để giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Mong rằng cô cũng như gia đình là thật nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái cô sớm quay trở về một ngày gần nhất nha. Con chúc cô là thượng lộ bình an về Cà Mau. Cô dạ. Còn điều nào chia sẻ không cô? Cảm ơn mấy chú người giúp đỡ tìm gái con, có thật tình cảm ơn. Dạ. Hôm nay cô lặn lội đường xá xa xôi từ một tỉnh là cuối vùng Tổ quốc ở miền Tây Cà Mau ha. Cô về đây để nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Đồng ý. Toàn bộ câu chuyện cô vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng. Nếu sai, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cô hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ha. Đúng. Và cô làm là mẹ ruột đúng không ạ? Tại vì sao con phải hỏi vậy? Tại vì rất nhiều cô chú về đây đi tìm con nhưng mà lại không có nói thật. Có người thì là cha dượng, có người thì mẹ kế. Nhưng mà khi anh em tìm được cái thông tin thì con cái nói là vì mẹ kế la dày, vì cha dượng la dày nên bé phải bỏ đi. Nên con phải xác minh là con phải hỏi cô xem. Mặc dù cái câu hỏi đó nó rất là vô duyên đấy. Cái câu hỏi của con vừa rồi hơi vô duyên. Không. Nhưng mà con xin lỗi cô, con vẫn phải hỏi. Không, cái này sự thật. Dạ. Đó là tôi sinh nhật tôi. À. Hồi nó mới có một tháng tuổi. Thật luôn, nó đó. Không biết thật luôn. Vậy là cô không phải mẹ ruột hả? Đúng, mẹ sinh về nuôi đó, bị gì tôi con ít. Ô trời đất ơi. Vậy sao lúc nãy cô không nói thật từ đầu? Con hỏi cô sao 60 tuổi mà cô mới có con 15 tuổi? Cũng không muốn nói cho cạn ra nữa. Ở đây là anh em làm việc là người thật việc thật cô ạ. Dạ thật rồi. Người thật việc thật nên mà mong rằng cô phải chia sẻ sự thật. Rồi, tới giờ phút này cô mà không thật nữa thì làm sao anh em giúp cô được đây? Rồi, vậy là cô là không phải mẹ ruột. Dạ, vậy là bé này là con của ai? Con của ông bà gần quê á. Vậy ông bà là con là mẹ nó chết rồi. Mẹ mất rồi hả? Còn ba? Không biết luôn. Không biết ba là ai? Mình có nhập hộ khẩu nhà mình chưa? Có đàng hoàng mà. Nhập hộ khẩu nhà mình rồi đúng không? Nhập hồi mới sanh ra rồi đem về nhập hộ khẩu rồi cho đi học. Trước kia là mình làm giấy tờ đàng hoàng rồi đúng không? Có luôn. Hợp lại đàng hoàng. Trời đất ơi, vậy là con nuôi hả? Con nuôi nhưng mà mình có thương như con ruột không? Sao không thương được, không thương sao nuôi tới bà lớn đây? Khóc lên khóc xuống gì nè. Không, bây giờ con phải hỏi cô cho chắc được. Rồi. Bởi vì cô không có thật từ đầu nên mà con rồi, hơi xin buồn. Xin lỗi, cái đó xin lỗi. Cái con đó. Là con buồn lắm. Tại vì sao? Tại vì mọi người về đây làm việc là phải người thật việc thật. Thì anh em mới có cách có hướng giúp được. Vậy là ba quấn bé mấy lần rồi? Thì có một lần đó. Con rồi đó. Ông cưng giữ trời đấy, hồi nhỏ nhỏ đi đâu chở theo đó tò tò vậy. Được một tuổi là gia đình nhà mình mang về nuôi? Không, mới có một tháng à. Một tháng, nhưng mà bé có biết cái chuyện này chưa? Biết rồi. Bé có nói sao không? Nó hỏi chứ mẹ, người ta nói con với là con nuôi mẹ. Rồi mẹ cho con biết sự thật đi. Thế mấy con nuôi con đẻ gì mẹ thương bằng với nhau à. Cũng vậy à. Chứ không có gì chứ. Đó, con biết thắc mắc tại sao cô 61 tuổi mà con mới 15 tuổi là con thấy hơi thắc mắc rồi. Vậy là binh nội binh ngoại của bé này còn không? Còn. Sao người ta không ai nuôi hả? Không. Gần nhà cô luôn hả? Gần chừng 5-6 cây số vậy đó, mà quê bên mẹ tôi á. Người ta có đến thăm không? Không, tuyệt đối không có thăm luôn. Rồi thôi con hỏi vậy để cho con biết được cái sự thật thôi nhá. Cái thật lòng luôn. Là con hỏi lại một điều nữa là gia đình nhà mình có ai ngược đãi hoặc là tệ bạc gì với bé không? Không. Phải không? Không, đúng luôn. Tại chắc ăn chưa?
chắc ăn luôn, tại vì cha nó thấy nó quen nhiều quá đó, cái lên tiếng vậy nó chút đỉnh gì không có nhiều. Trời ơi trời, nghe nói người ta chỉ mà trên bác lăn 8-9 giờ mà thằng thứ hai nó còn đi càng đi bẻ trên bác giờ lăn lăn cái bú quá à. Rồi cha nó thì nhúng lửa, tôi thì hơ, nó thì lăn, rồi mới đi thành phố về đâu có bao lâu đâu. Nghe chị, ô cháy bình bác là chị cái bệnh đó hả cô? Chị bệnh bú gì nè. Rồi đi nướng rồi lăn đó, rồi mới đi thành phố kiểm tra, rồi người ta nói 6 tháng rồi mà nếu không có ấy thì người ta mổ đó. Lăn cái đó là có hiệu quả không? Chưa biết nữa, mới có lăn mấy quận thì đi thành phố rồi đó. Rồi về rồi chị có bao lâu đâu rồi đi mất tiêu rồi. Rồi đâu có chị được đâu. Rồi thôi thì con xin kết thúc video tại đây. Thì con hy vọng rằng những điều cô chia sẻ là sự thật. Bởi vì là con mong muốn rằng mọi người là phải thật cô ạ. Và toàn bộ thông tin cô chia sẻ nếu có gì sai trái là cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Bởi vì bé mới 15 tuổi đấy cô ạ nha. Rồi con xin phép chào cô. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.